Thưa quý vị, 82,5% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Đây là con số được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết. Đến thời điểm này thì đã có 1.627 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã được chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 82,5% không có biểu hiện lâm sàng, 14,7% có biểu hiện lâm sàng nhẹ và hiện nay còn 19 trường hợp tiên lượng nặng, nguy kịch. Với tỷ lệ cao người mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng, các chuyên gia cảnh báo người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập đông người và khai báo y tế. Để kiểm soát dịch bệnh thì các địa phương đã có những biện pháp riêng nhằm phòng chống dịch lây lan. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cần nâng mức cảnh giác cao nhất với COVID-19. Trong đó thì cần chủ động xét nghiệm lại các chuyên gia đã nhập cảnh. Hiện nay thì có khoảng 700 chuyên gia Nhật Bản đã nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh và có khoảng 200 chuyên gia đang làm việc tại thành phố. Động thái này được cho là cần thực hiện sau khi có chuyên gia người Nhật tử vong dương tính với SARS-CoV-2 được công bố vào ngày 14 tháng 2. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thì đơn vị này đã chuyển thông tin các chuyên gia nước ngoài cho các quận huyện để xác minh điều tra, lấy mẫu giám sát phòng chống COVID-19 từ 2 ngày nay. Với quy định hiện nay thì người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm tối thiểu 2 lần trước khi kết thúc cách ly. Hiện nay các tỉnh thành phố đã bắt đầu cho phép xe vận chuyển hàng hóa từ Hải Dương vào địa phương với điều kiện là lái xe phải có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Để hỗ trợ cho các lái xe có đủ điều kiện thì từ chiều ngày hôm qua, tỉnh Hải Dương đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe. Việc xét nghiệm này sẽ tiếp tục được triển khai liên tục trong những ngày tới, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ngay từ đầu giờ chiều qua 20 tháng 1, rất đông lái xe đã tập trung về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương để đăng ký thực hiện xét nghiệm. Nhiều trường hợp đến sớm đợi xuyên trưa, đường dây nóng số điện thoại 0396063115 liên tiếp nhận được các cuộc gọi sắp lịch và hướng dẫn lái xe thực hiện xét nghiệm. Mong muốn cái sự lấy mẫu này cho tất cả anh em lái xe để tạo điều kiện trong công việc. Thứ nhất là trò chuyện hàng hóa và thứ hai là tạo điều kiện cho cuộc sống để đi lại, để tạo công ăn việc làm cho tất cả anh em lái xe. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, CDC Hải Dương đã phối hợp với lực lượng chức năng và tình nguyện viên tăng cường và lập vành đai hướng dẫn người dân làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm đã bố trí 2 bàn lấy mẫu, đảm bảo các khâu hướng dẫn thủ tục hành chính, lấy mẫu đảm bảo nhanh gọn. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lên kế hoạch lấy mẫu cho các đối tượng là lái xe, bố trí cán bộ nhân viên đầy đủ các khâu, từ khâu đó tiếp đến các bộ phận xét nghiệm, làm sao mà lấy mẫu và các thủ tục được nhanh nhất. Tính đến cuối giờ chiều qua, CDC Hải Dương đã lấy mẫu cho khoảng 200 lái xe. Sở Y tế yêu cầu CDC Hải Dương tăng cường nhân lực, phân luồng khoa học, thực hiện nhanh và trả kết quả sớm nhất cho các lái xe trong 24 giờ sau khi được lấy mẫu bệnh phẩm. Kiểm tra tại sân bay quốc tế Vân Đồn, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định ổ dịch COVID-19 ở Vân Đồn đã hoàn toàn được dập tắt. Vì vậy, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại. Từ ngày 2 tháng 2 đến nay đã là 20 ngày, Quảng Ninh không ghi nhận ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tất cả các khu vực cách ly phong tỏa của Vân Đồn đều đã được gỡ bỏ và trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường. Hiện tại công tác chuẩn bị đã được gấp rút tiến hành để cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sớm hoạt động trở lại khi được phép hoạt động. Trong đó sẽ tiếp tục thực hiện trọng trách quốc gia giao phó là đón những người Việt Nam về nước và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam.